Linh, đặc trắc các ca đoàn, trưởng ban chỉ đạo nghệ thuật của các cái chương trình văn nghệ tại trung tâm phục vụ của ông sứ Nam Minh có đôi lời chia sẻ. Chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà. Xin thầy mời chương trình. Thế nên chúng ta vừa nghe những tác phẩm về tình cha trong tháng 6 này, cái chủ đề tình cha bây giờ sẽ tìm Chúa. Chúng ta đón nhận được tất cả những gì yêu thương từ Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta cũng mong rằng mỗi người chúng ta biết sống tình cha trong đời sống của mỗi người chúng ta với nhau và với mọi người. Xin trước hết để trước khi kết thúc chương trình này, chúng ta cũng thực hành cảm ơn ban nhạc Trivial và anh Kỹ Tuệ chúng ta đã có một cái chương trình chuẩn bị như ngày hôm nay thật tuyệt vời. Chúng ta cùng chào đón và cảm ơn. Và xin cảm ơn cha giám đốc trung tâm quý cha đã tham gia chương trình này, cha tất cả các bạn chị em đã hiện diện ở đây, cũng như các khán giả theo dõi trên mạng, trên online. Chúng ta muốn hẹn gặp nhau một lần để mỗi người chúng ta ấm lòng lại trong những lời ca tiếng hát tình bạn chúng ta, và mỗi tháng có chủ đề để mỗi người chúng ta cảm nhận những bài hát những ca đó để đi vào cuộc sống của mỗi người chúng ta. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và hẹn lại gặp lại chúng ta trong tháng sau vào thứ tư đầu tháng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Từ đây chúng ta đến chúng ta sẽ chơi những bài và những thành phần chúng ta trong buổi chúng ta hôm nay. Và xin mời quý cha cùng bước lên sân khấu ạ. Xin mời các chị em nghệ sĩ chúng ta bước lên sân khấu để chúng ta chuẩn bị cho bài chúng ta. Chúng ta sẽ hát kết thúc và xin vâng. Thương quá. Xin mời anh Thức ạ. Xin mời nhạc sĩ Võ Văn Thức. Xin mời chị. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Mời ban nhạc ra luôn. Ban nhạc ra nè. Ban nhạc ra.
con đứng vô, con đứng vô. Dạ. Chúc mừng anh. Sẽ gửi cho anh ngay tối nay. Chỉnh che nhau. Dạ, 1, 2, cái đó này. Giờ làm coi nó không? Đó đây nè. Chưa chưa. Chưa mà. Chị kết Zalo gửi clip cho chị. Cái áo dài chị đẹp đó. À rồi tối nay rồi. À rồi, rồi ok. À không có chi. À hôm nay có nhiều sự cố. Sáng quay rồi chưa quay rồi. Rồi nó tối nó hơi bị bối rối. Rồi thêm cái người chở mình đi. Rồi cứ việc hết nhắm máy xong rồi luôn. À rồi. Ở nhà nó có wifi thì cứ còn nếu mà 5G bây giờ thì làm liền. Đây đây là có một hình rồi. Cổ động viên nhiệt tình. Hy vọng sẽ có có không sao. Tại vì nó có chiếu lại nha. Chứ đi chiếu lại cái bài mẹ rất tù bi rồi. Hôm nay cũng đẹp. Anh Tình cái áo dài. Nhưng mà cái cách quay của tôi nó khác. Dạ, đúng. Lấy áo dài trước cái đó. Chứ tự nhiên vô cái lấy cái kia là áo dài mất. Dạ. Bố quên nãy giờ vẫn quay. Để chú gửi rồi, kết.